Chào thầy cô và các bạn, em tên là Lê Tính, học lớp ST20. Hôm nay em sẽ giới thiệu về trò chơi của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu về tựa game tên là Battle Ship em làm trên Squad. Em lấy cảm hứng từ tựa game chính. Cách chơi, chúng ta sẽ bấm nút lên và xuống để né máy bay của địch và bấm phím bay để bắn. Khi chơi được chạm vào, chúng ta sẽ bị mất một máu, còn khi chúng ta bắn chúng sẽ được cộng một điểm. Ưu điểm là không lát, việc nhẹ và chơi rất mượt. Nhược điểm là đồ họa không được đẹp. Thầy cô hãy đặt câu hỏi cho em. Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe. Thôi, tí nữa con bắt đầu mở trò chơi con đi nhé. Cô có hai biến là biến máu với lại là biến điểm. Là chúng ta sẽ bấm nút lên, lên là để lên và nút xuống để chúng ta di chuyển xuống và bấm phím bay để bắn. Bây giờ chúng ta bắn thì chúng ta sẽ được tập. Thì nó không tí nữa con thì đóng vai trò như kiểu người kể chuyện ấy. Kiểu mình nói thì trò chơi mình dự đoán ok đây trò chơi là con đúng không, con sẽ điều khiển con tàu bằng phím như thế nào và đây những con địch con sẽ tiêu diệt như thế nào, kiểu kiểu như thế. Tại đây là mình sẽ bắn nút bay để mình bắn, như mình bắn chúng kẻ địch sẽ bị cộng một điểm, nếu như kẻ địch chúng mình sẽ bị mất một máu. Kể nữa trò chơi con bắn ấy có âm thanh không?